Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, đội tuyển quốc gia nước này đang ở trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về mặt lực lượng ở vị trí hậu vệ phải. Cụ thể, trụ cột của họ ở vị trí này là Tang Mi-ao mới đây đã dính chấn thương nặng và sẽ nghỉ thi đấu dài hạn. Bên cạnh Mi-ao, hậu vệ phải Jang Lin-peng cũng đang gặp vấn đề và có thể nghỉ thi đấu trong một thời gian nhất định. Đây là một thông tin không mấy tích cực với huấn luyện viên trưởng đội tuyển Trung Quốc, Li Tai. Bởi lẽ, trong bối cảnh vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 đang tới gần thì sẽ rất khó để tìm kiếm những cái tên thay thế phù hợp. Theo thông tin từ tờ Sina, trụ cột Tang Mi-ao là cầu thủ được đánh giá cực cao nhờ khả năng phòng ngự tốt, những đường truyền dài và tạt bóng có độ chính xác cao. Bên cạnh đó, trang báo này cho rằng huấn luyện viên Li Tai có thể sẽ gặp khó khăn lớn nếu như Tang Mi-ao không kịp trở lại vào tháng 10 tới cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Bởi lẽ, theo truyền thông Trung Quốc thì đội tuyển nước này muốn sử dụng sự nguy hiểm từ những quả tạt của Tang Mi-ao để trừng trị điểm yếu chiều cao của các trung vệ đội tuyển Việt Nam. Ở vòng loại thứ 3 World Cup, trận đầu tiên trên sân nhà của đội tuyển Trung Quốc sẽ là cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam. Chiều cao của hai trung vệ tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng lần lượt là 1m78 và 1m76. Đây đều là những cầu thủ không có ưu thế về khả năng không chiến. Đội tuyển Trung Quốc chắc chắn sẽ dùng chiến thuật bóng bổng để uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam, nhưng phương án này có thể bị ảnh hưởng lớn nếu thiếu những quả tạt của Tang Mi-ao. Tin tức này có thể sẽ là một món quà với đội tuyển Việt Nam, họ sẽ thoải mái hơn trong việc chuẩn bị, tờ Sina nhận định.